Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cây rau má của nhà mình. Ở nhà mình thì trồng hai cái thùng giống như vậy nè các bạn. Tại vì sau khi mình cắt xong đó thì mình sẽ 2 tuần sau nó sẽ cho ra đầy lại thùng như thế này. Cho nên là mình trồng hai thùng để cứ cách 1 tuần là mình có cắt 1 lần. Thường thì cuối tuần mình hay xay rau má với lại nước dừa đó các bạn. Uống thì nó rất tốt cho sức khỏe. Còn tuần này á các bạn thì do mình có một cái vết sẹo chỗ này nè. Do mình nấu ăn bị phỏng á, cho nên là mình thấy uống rau má nó cũng giúp nhanh lành vết thương hơn nữa. Cho nên là các bạn nên bổ sung rau má vào thực đơn của mình ha. Ít nhất là 1 tuần mình nên ăn 1 lần đó. Còn về cách hướng dẫn trồng cây rau má thì mình có làm rất là nhiều video rồi. Các bạn vào trong kênh YouTube của mình, rồi các bạn vào trong phần danh sách phát, các bạn tìm đến cái danh sách cây rau má đó, thì trong đó mình có làm rất là nhiều video. Video hướng dẫn trồng rau má từ hạt, rồi những cái video hướng dẫn trồng rau má từ gốc. Như cái cây này của mình nè các bạn, là mình trồng 1 lần duy nhất thôi, rồi sau đó là nó sẽ lên lại ăn hoài luôn. Ăn cả năm nay rồi các bạn, mình không cần phải trồng lần thứ hai nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn nghe những cái tác dụng của rau má ha. Cây rau má này nè các bạn, nó có 6 cái tác dụng cơ bản sau đây. Cái thứ nhất á, là giúp lưu thông máu huyết cho những người bị giãn tĩnh mạch đó các bạn. Những người đó thì người ta hay bị máu huyết, nó hay bị ứ ngay ở dưới chân á, nó gây bị sưng đau. Cho nên là mình nên bổ sung rau má 1 tuần 1 lần, có thể ăn sống hoặc là mình xay lấy nước uống. Nếu mà xay thì các bạn có thể xay chung với nước dừa cho ngon ha. Còn nếu mà ăn sống thì 1 lần mình ăn độ khoảng là 1 chén rau này thôi, chén rau tươi á các bạn, 1 chén thôi. Mình cũng không cần ăn nhiều, nếu mà ăn cỡ 1 chén thì 1 tuần mình ăn tối đa 2-3 lần. Còn nếu mà nhiều hơn một tí thì 1 tuần mình chỉ nên ăn 1 lần thôi ha. Còn mình thì có rất là nhiều loại rau, có nhiều tác dụng khác nhau, cho nên là mỗi tuần một loại rau mình chỉ cần ăn 1 lần thôi là cũng đủ rồi các bạn. Và công dụng thứ hai là nó giúp mau lành vết thương. Như những người mà có vết thương ở ngoài da giống như mình như thế này nè, thì mình ăn rau má, ăn sống là tốt nhất, hoặc là mình xay mình uống. Còn nếu không ăn sống được thì mình có thể luộc qua ha, luộc sơ qua trong nước sôi á, trộn khoảng 1-2 phút thôi là lấy ra liền. Tại vì nếu mà mình nấu lâu quá hoặc là nấu nhừ như là nấu canh á, thì cái enzyme á, cái những cái dưỡng chất tốt nhất hoặc là cái vitamin á, nó sẽ không còn nhiều trong rau má nữa. Cho nên là mình ăn sống là tốt nhất nha các bạn. Cái công dụng thứ ba các bạn là nó có chất chống viêm, giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình nó được khỏe mạnh. Thì thật ra không phải là riêng một mình rau má có chất chống viêm đâu, mà rất là nhiều loại rau khác nhau nó có chất chống viêm. Tại vì trong rau á, nó trong rau, nhưng mà đặc biệt là các bạn những cái rau mà mình tự trồng như thế này nha các bạn, thì nó mới tốt. Còn những cái rau mà mình mua á, nhiều khi là người ta sử dụng thuốc trừ sâu nhiều, rồi phân bón hóa học nhiều, thì cái chất lượng của rau nó sẽ không còn tốt nữa, mà nó còn những cái dư lượng hóa chất trừ sâu á thì lại không tốt cho sức khỏe. Cho nên là nếu được thì các bạn nên tự trồng rau sạch để ăn, hoặc là các bạn tìm đến những người mà người ta bán rau hữu cơ, rau sạch á, các bạn mua để được đảm bảo hơn ha. Tác dụng tiếp theo của cây rau má đó các bạn là nó có tác dụng lợi tiểu đó các bạn. Không phải là lợi tiểu một cách thông thường đâu, mà tại vì ở trong cơ thể của mình nó có rất là nhiều độc tố. Như là cuộc sống hàng ngày của mình hít thở khói bụi nè, rồi mình bị nhiễm kim loại nặng nè, những cái kim loại nặng, ví dụ như trong vaccine đi nó cũng có kim loại nè, là không tốt rồi nè. Vì trong ăn uống của mình nó cũng còn tồn dư những cái chất phân bón, rồi thuốc trừ sâu á cũng không tốt. Rồi mình nhiều khi trong những món ăn của mình ăn những cái món mà người ta nấu sẵn rồi người ta đóng gói bán trong siêu thị đó các bạn, thì hoặc là ăn uống ngoài đường thôi, mình thấy là người ta nêm gia vị rất là nhiều, thì cái lượng muối trong đó cũng không có tốt cho cơ thể mình đó. Thì cái rau má này nè, nó sẽ kích thích cơ thể mình thải ra các loại độc tố đó. Rồi có khi nó còn giúp những cái loại mà chất béo các bạn, các chất béo mà không tan được mà nó không đẩy ra được á, thì nó còn trong máu của mình á, thì cái rau má này nó cũng giúp thải cái độc tố đó ra luôn. Rồi giúp cho gan, thận của mình á, nó đỡ làm việc nặng hơn, nó giúp cơ thể mình cân bằng và khỏe mạnh hơn ha các bạn. Thì mình thấy là
nhiều cái chất béo á, nó sẽ không tan được, nó không tan được luôn các bạn, nó không tan được trong cơ thể mình luôn á. Thì có khi thì nó thải ra được, nhưng mà cũng có khi thì nó còn ở trong đó đó, nó còn ở trong đó, nó gây không tốt cho sức khỏe của mình. Thì các bạn lưu ý ha, mình cũng thêm bổ sung thêm cái phần rau má này vào thực đơn để đẩy những cái chất béo đó ra khỏi cơ thể của mình ha. Thì rau má có rất là nhiều công dụng các bạn, thì các bạn cứ ăn đi. Mình thấy cái rau má này nó vừa giúp đẹp da nè, nó có rất là nhiều sinh tố vitamin trong này nè, rồi nó còn giúp mau lành sẹo nữa. Như mình á thì hôm nay mình có cái dấu sẹo này nè, hôm bữa mình nấu ăn nó bị phỏng á, tới hôm nay thì mình nhớ tới rau má để mình, bây giờ mình sẽ cắt rau má này, mình cắt những cái lá này nè, mình xay với lại nước dừa uống thì vừa ngon mà nó vừa tốt cho sức khỏe của mình nữa. Video của mình tới đây là kết thúc rồi, mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ha.